6 không? Siêu vỏ mỏng luôn. Cái này là trái thái 4 kg à. Trái sầu riêng 6 hộp muối luôn nè. Quá vip. Cái muối nó dài quá không có đỡ nổi luôn. Cái sầu riêng này là 4 kg mà đã hơn gần 2 kg rồi. Ok, cái sầu riêng 6 hộp muối. Ôi được 2,2 kg luôn kìa. 4 kg mà được 2,2 kg luôn, ghê chưa? Ơi trái sầu riêng 4 kg, 2,2 kg, 6 hộp. Yeah. Siêu ngon luôn. Phải ngon nữa mà là siêu ngon rồi. Là miếng dở nhất trong muối sầu riêng. Để cho ra từ. Vậy là cái hộp nó bằng lại giùm em.
ký 6. Nè, 3 ký 6 còn ký 7. Nè, cái thịt sầu riêng nặng hơn cái vỏ nữa. Bởi vì mua trái tầm 3 ký trở lên là ngon à. Mà bữa nó mua 85 đây, em mua 100 rồi giờ. Em không, chắc mua chỗ nào quá, em không có bán cái là 85. Ở đây, chắc cũng có khi có, nhiều khi em mua 2-3 trái mới. Ủa anh chị à. Nhau nghề của chị. Quá ngon. Cái này 3 ký coi thử là nhiều muối nha. Ký 2 nè em. Gần ký 2 luôn á. Gần ký 2 thật luôn. Rất là lợi. Cái nào hả chị? Ký nha mọi người. Tôi vui cháu hái 3 ký cho mọi người coi nè. Sầu riêng cái vỏ nó quá mỏng nha, mình cắt mình rất là sợ nó trúng vô cái thịt sầu riêng. Nhưng mà nó trúng thiệt rồi. Nó trúng rồi, nó trúng rồi. Nó bị phạm rồi, bị phạm rồi. Quá mỏng cho nên là đụng vô là nó bị dít, bị phạm liền. Cái này là trái 3 ký nha mọi người. Rất là sợ đụng vô cái muối của nó, tại vì nó quá mỏng, nó quá sức mỏng. Một muối. Cái này nó chỉ có 3 ký thôi. 3 ký chắc nó được 1 ký 3 nhưng quá. Siêu mỏng.
trái sầu riêng 3 kg, gần 1,5 kg luôn. Ok chưa? Quá trời, con uổng quý đi xa qua mua đúng không? Cá tương xương luôn hả? Trời ơi. Bỏ đại cái sọt không đi má. Quá trời quá đất muối rồi. Em lấy sỉ bán đúng không? Vậy chút xíu quay lại đi. Cho nó 230 đi. 5,5 kg chừng 230. Cái đó là muốn khuyến mãi rồi nha. Okay.